Những chàng trai này không tầm thường, mấy nghìn năm bị nhốt ở đây không ăn không uống, cứ bất động ngậm thanh thép trong miệng, chân của họ sắp mọc cả rêu nhưng họ vẫn không chết. Bởi vì bọn họ từng cùng với thiên giới chống lại ác ma Titan. Trong thời cổ đại, các vị thần hợp lực để đánh bại đám người Titan khổng lồ và còn nhốt chúng xuống địa ngục, phong ấn trong chiếc lồng sắt, mà cho tới nay bạo quân của loài người tên là Hyperion. Vậy mà lại muốn thả bọn họ ra, nguyên nhân là do sau khi vợ con của ông ta mắc bệnh truyền nhiễm, anh ta cũng cầu khẩn những vị thần mà ông ta tôn thờ. Nhưng chẳng có ai là đưa tay ra giúp anh ta, nhìn vợ con chết trong đau đớn hành hạ thể xác. Kể từ đó anh ta đã vứt bỏ tín ngưỡng, đi vào con đường giết chóc, anh ta thề sẽ khiến các vị thần mà anh ta tôn thờ phải trả giá. Và truyền thuyết kể rằng chỉ có những mũi tên từ cây cung Epirus mới có thể phá vỡ lồng vàng thả các Titan ra ngoài. Nhưng cây cung thánh này đã được sử dụng sau trận chiến cuối cùng giữa các vị thần và những người khổng lồ, đã bị lưu lạc tới nhân gian, tới nay không rõ tung tích. Vì để tìm lại thần khí này, Hyperion đưa quân đội đến đền thờ Hy Lạp, bởi vì ở đây có 4 vị thành nữ có năng lực dự đoán. Chỉ có họ mới biết nơi tung tích của cây cung. Tất nhiên, sự xuất hiện của Hyperion các thành nữ cũng đã đoán ra được. Vì thế đã đi trước một bước, trong cơn tức giận ông ta đã thiêu chết tế tư. Hyperion cũng đưa quân đội đi tàn sát khắp nơi, cho dù là có cày nát cả Hy Lạp cũng không thể tìm ra được tung tích của thánh nữ. Ông ta hành hạ ép cung mỗi thử lĩnh của từng thành. Với những người không biết ông ta sẽ dùng hình pháp con bò đồng, mà những điều này cũng bị các vị thần nhìn thấy. Nhưng các vị thần không thể can thiệp vào tranh chấp của con người. Đây là thiên giới, thần không được can thiệp vào chuyện của nhân giới. Trừ khi đám người khổng lồ Titan được thả ra, nhưng sao có thể chứ? Zeus không thể can thiệp nhưng muốn ngăn chặn việc Hyperion lạm sát người vô tội. Vì thế Zeus hóa thân thành một ông lão xuống nhân gian, lén bồi dưỡng một người đàn ông tên là Theseus, mà còn dạy cho Theseus võ thuật cao siêu, bởi vì anh cũng đã dự đoán được có một ngày Hyperion cũng sẽ tìm được cây cung, thả đám Titan ra ngoài. Ngay sau đó quân đội của Hyperion cũng có mặt ở đây. Theseus nhìn thấy mẹ của mình bị bắt, anh tức giận xông về phía kẻ địch muốn cứu mẹ, sử dụng võ thuật mà mình học được, một chiêu giết một tên, cứ một chiêu hạ gục một tên. Mặc dù anh đã liều mạng phản kháng, nhưng cũng bất lực, hai đánh một không chột cũng què. Cuối cùng anh cũng bị kẻ thù bắt sống, bản thân chỉ đành trơ mắt nhìn mẹ mình bị chúng sát hại thảm thương. Nhưng Hyperion không hề giết chết Theseus, ngược lại còn biến anh thành nô lệ đào than. Anh ấy sau một ngày mệt mỏi đến mức không còn sức lực nào. Chính lúc này, mấy người phụ nữ toàn thân trùm kín bằng vải đỏ, thì ra mấy người này chính là thánh nữ bị Hyperion bắt lại. Khi thánh nữ Phaedra đi qua vô tình chạm vào chân Theseus, cô ấy có khả năng dự đoán tương lai. Một hình ảnh lạ lùng và thiêng liêng hiện lên trong tâm trí cô. Người đàn ông này vậy mà lại cầm trong tay chiếc cung Epirus. Có vẻ như người đàn ông này không bình thường. Vì vậy Phaedra đã lợi dụng lúc lính canh không chú ý, dùng một phương thức không bình thường lén cho Theseus một ngụm nước. Còn lé nói với mấy người phạm tội, tối nay bọn họ sẽ nghĩ cách phá khóa. 4 thánh nữ đang vây lại với nhau uốn éo những điệu mê người. Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút những người lính canh gác. Bọn họ dùng kẹp tóc làm ám khí, chỉ trong vài chiêu liền hạ gục được lính canh. Dưới sự phối hợp của mọi người cũng thành công cứu được Theseus. 3 thánh nữ khác đã bị bắt sống vì yểm hộ cho bọn họ rời đi. Điều chờ đợi họ sẽ là sự tra tấn của sự sống chứ không phải là cái chết. Chính vào lúc Phaedra và Theseus chuẩn bị dùng thuyền bỏ trốn, bất ngờ một toán lính phục kích trong cabin, mấy người bị bao vây lại. Chính vào lúc nguy hiểm, Poseidon, thần biển cả, không thể ngồi nhìn nữa, quyết định xuống nhân gian giúp đỡ Theseus. Dù sao thiên khí nóng như vậy, tìm bừa một lý do là được. Trong phút chốc biển nổi sóng lớn, cơn sóng thần cao 100 mét đã đem con thuyền của họ vào mép vách đá. Theseus vào dây cuối cùng trước khi đập vào vách đá liền bám vào sợi dây. Dưới sự chỉ dẫn của thánh nữ, Theseus cũng cứu được mọi người, trở về quê hương để chôn cất mẹ. Tuy nhiên ở đây, anh phát hiện cục đá bên trong dường như đang ẩn giấu thứ gì đó. Nó cứ phát ra những ánh vàng, hóa ra là thánh nữ Phaedra chỉ dẫn Theseus tới đây. Anh ta cầm búa lên và đập vào tảng đá. Ôi chúa ơi, bên trong có một cây cung. Đây chính là cây cung Epirus của vị thần chiến tranh Ares. Anh chỉ vô tình kéo dây cung, một mũi tên sáng xuất hiện từ hư không sao. Quả nhiên cung này không tầm thường. Đột nhiên một con dao phi tới đập vào chiếc cung trong tay anh. Sau lưng anh xuất hiện một người đầu quái vật, hắn ta cầm chiếc chùy hướng về Theseus đánh mạnh. Nếu bị chúng cú đánh đó chắc hẹo ngay tại chỗ. May mắn là cơ thể nhanh nhẹn, Theseus cầm con dao trên đất lên giết ngược lại tên đầu quái vật. Đối mặt với sự truy đuổi, Theseus cầm cung thần và kéo dây cung. Cách xa hàng ngàn mét, 4 mũi tên của anh vẫn bắn chuẩn xác vào người kẻ địch. Có được cây cung Epirus, Theseus quyết định sẽ đi báo thù cho mẹ. Nhưng đối phương cũng đã mai phục sẵn, chờ anh mang cung Epirus giao tới cửa. Theseus vừa tới cửa liền bị đánh lén ngã văng ra đất. Cung tên Epirus bị một con thú cắp đi, đồng đội cũng bị giết ngay tại chỗ. Vào lúc nguy hiểm, một vị thần từ trên trời giáng thế xuống. Tốc độ tấn công siêu nhanh, chỉ một vài nhát búa đánh cho đám người máu văng tung tóe. Nữ thần Athena cũng giáng thế xuống nhân gian, muốn đưa cho Theseus 4 chú ngựa để giúp anh tiếp thêm sức.
Nhưng tất cả những điều này đã vi phạm vào thiên giới. Một luồng ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Hóa ra là rất thủ lĩnh của các vị thần đã xuống nhân gian. Anh cầm roi lửa đánh thẳng vào vị thần Poseidon văng vào tường. Bởi vì các vị thần không thể can thiệp vào những cuộc xung đột của con người. Anh cũng nói với Theseus tất cả đều phải dựa vào bản thân. Ta sẽ không cho phép bất cứ vị thần nào giúp đỡ cậu. Chứng minh cho ta thấy, cậu là người lãnh đạo. Lúc này, con thứ cũng mang cung tên Epirus tới cho Hyperion. Sau đó, hắn dẫn quân đến lối vào của núi địa ngục. Sẵn sàng trả tự do cho các Titan đã bị giam cầm hàng nghìn năm. Người đàn ông này muốn lật đổ thần. Anh ta kéo cây cung Epirus, bắn ra một mũi tên. Bức tường vốn tưởng rằng rất kiên cố, vậy mà mũi tên có thể dễ dàng phá nát. Những người lính mà Theseus dẫn đầu bị hỏa lực của mũi tên làm tổn thất nặng. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, binh lính không dám tiến về phía trước. Trốn ở trong thành, nếu như các người để Hyperion vào được cánh cửa địa ngục thả đám Titan ra ngoài, hậu quả sẽ khó mà có thể tưởng tượng được. Theseus nói với mọi người, ngay cả khi chúng ta đầu hàng, Hyperion cũng sẽ không tha cho chúng ta. Con cháu chúng ta cũng sẽ là nô lệ của hắn. Chiến đấu vì gia đình, chiến đấu vì những đứa trẻ, chiến đấu cho tương lai, các người sẽ lưu danh ngàn đời. Phút chốc tất cả binh lính lại sốc lại tinh thần chiến đấu. Cùng với một tiếng hạ lệnh của Hyperion, vô số quân địch xông tới. Hai bên phát động cuộc chiến sinh tử, mà Hyperion từ trên tường thành đi vào hang động, bởi vì mục tiêu của hắn ta là thả Titan ra ngoài. Theseus dẫn một đội nhỏ tấn công từ đường hầm. Rất nhanh bọn họ phá vỡ vòng vây, tới chỗ Titan bị nhốt để ngăn chặn mọi thứ. Nhưng vẫn chậm một bước, Hyperion cũng đã tới chỗ lồng sắt. Hắn ta bắn một mũi tên vào trong chiếc lồng nhốt đám Titan. Năng lượng hùng mạnh cuối cùng đã giải phóng Titan, cũng làm choáng váng người của Hyperion. Mặc dù trong vụ nổ đồng đội cũng đã cướp được cung tên Epirus, nhưng vẫn chưa đợi anh giao nó cho Theseus, liền bị đám Titan xông tới dùng búa giã nát thịt. Lúc này ánh sáng trên trời giáng xuống, đó là thần rớt cùng với vài vị thần khác cũng hạ phàm. Bởi vì sau khi Titan được thả ra, đây không còn là cuộc chiến của nhân loại. Trận chiến giữa thần và Titan hàng vạn năm lại một lần nữa khơi dậy. Rớt cầm chiếc búa bay tới, đem chiếc cung Epirus phong ấn lại. Đi mau, đây không còn là trận chiến con người nữa. Đi tìm Hyperion. Sau đó các vị thần và các Titan giao chiến ác liệt. Athena vung chiếc lưỡi liềm trong tay, khiến cho đám Titan máu chảy thành sông. Con người ở bên này, Theseus đơn thân độc mã đi tìm Hyperion báo thù, nhưng rõ ràng anh ta không phải là đối thủ của hắn ta. Sau khi bị đánh một trận, Theseus không còn lực để đứng dậy. Chính vào lúc Hyperion đắc ý muốn kết liễu Theseus, Theseus nhặt lấy mảnh vỡ dưới đất cắm vào chân đối phương. Sau đó Theseus một chiêu giết ngược lại Hyperion. Chuyển cảnh, mặc dù các vị thần được trang bị vũ khí cùng với võ thuật cao siêu hơn Titan, nhưng tiếc là có quá nhiều Titan. Cuối cùng, ba vị thần lần lượt bỏ mạng. Athena cũng bị thương nặng, rất thấy rằng tình hình không thể thay đổi. Chỉ có một cách cuối cùng để khắc phục. Anh ta kéo sợi dây chuyền vàng nối giữa các bức tượng. Sau đó những bức tượng khổng lồ dần sụp đổ, toàn bộ ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Cách duy nhất để chôn các Titan ở đây. Cuối cùng, rớt chạy trốn trở lại vương quốc của các vị thần với Athena bị thương nặng. Lúc này Theseus không thể trốn thoát, nhưng anh cũng có công lao trong trận chiến này. Cơ thể được các vị thần biến thành ánh sáng thánh và đưa lên thiên đàng, trở thành một vị thần. Đội quân của Hyperion cũng bị chôn vùi do núi sập. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa các vị thần và người khổng lồ vẫn chưa kết thúc. Nhiều năm sau, thánh nữ vì Theseus sinh hạ một người con. Cậu cũng thừa hưởng năng lực từ người mẹ. Một ông lão ở nhân gian nói với cậu, tương lai không lâu sau chính là thời đại của cậu. Lúc này, người cha cũng ở trên trời bảo vệ cho bọn họ.